Chào mừng các bạn đã quay trở lại ngày số 15, chủ gia 21 ngày dành cho mọi trình độ, giúp cho bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn sau một đêm thức giấc và giúp bạn phòng ngừa bệnh cơ xương khớp. Và hôm nay chủ đề ngày số 15 về chủ đề về tim mạch, là hôm nay làm sao cho chúng ta phần tim mạch càng ngày càng khỏe hơn. Khi tim mạch mình khỏe, nó sẽ giúp cho mình có nguồn năng lượng tốt hơn và tích cực hơn. Chúng ta không thể nào vận động với tim mạch yếu ớt được. Nên hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề về tim mạch, giúp cho hệ tim mạch của mình càng ngày càng khỏe hơn, kết hợp với hơi thở vào trong từng động tác. Ok, và hôm nay chúng ta bắt đầu tập luyện nhé. Nếu bạn là người đầu tiên thấy video này, bạn hãy xuống phần mô tả tìm lại video số 1 tập tới video hôm nay nhé. Ok, chúng ta bắt đầu cùng tập luyện với ổn. Mời cả lớp chúng ta đứng nào. Hai chân mở rộng bằng vai. Các bạn lưu ý đi, hai chân của mình nè, mở rộng bằng vai. Thẳng lưng lên, hít sâu, hai tay xuôi theo thân nè. Hít sâu, thở chậm. Một lần nữa, hít một hơi thật sâu. Bụng căng phình lên, mình hít bằng mũi nha. Và thở ra bằng mũi, rồi tống hết hơi trong bụng ra, hóp bụng chặt lại. Hít sâu, bụng căng tối đa, bụng của mình căng phình lên. Thở ra, rút rốn, bụng hóp chặt lại. Một lần nữa, hít một hơi thật sâu. Bụng căng tròn lên. Thở ra, rút rốn của mình lại, hóp chặt. Rồi chậm rãi, các bạn mở mắt ra nào. Hai tay của mình nâng lên cao, hít vào hai tay áp sát tai. Đang năm ngón tay lại với nhau, hai tay đưa ra sau gáy, mở hai cổ tay sang hai bên nâng cằm hít sâu. Cuộn lưng cằm chạm thở, khép cổ tay của mình lại. Nâng lên hít vào, mở cổ tay sang hai bên. Cuộn lưng cằm chạm thở nào, khép cổ tay của mình lại. Nâng lên hít vào một lần nữa, mình làm ấm và nóng cơ thể của mình lên. Cuộn lưng cầm chạm thở nè. Giữ đây 5 nhịp thở chuẩn nha. 5 nhịp thở có nghĩa là sao? 5 nhịp thở là mình hít vào, thở ra bằng mũi, tính vào một lần. Và mình lặp lại 5 lần như vậy là 5 nhịp thở. Ok nha. Rồi hai tay của mình đưa ra sau. Rồi gặp người về trước, giữ đây 5 nhịp thở chuẩn nè. Lên hít vào, mở khử tay, nâng ngực. Giữ tiếp tục 5 nhịp thở chuẩn. Rồi lên hít vào nào. Hai tay của mình, tay phải đặt lên eo, hai chân mở rộng hơn vai. Hai tay trái nâng lên, kiện gót chân phải của mình lên nào. Đẩy hông sang phải nào, sang trái. Nghiêng sang phải, kéo căng tay. Tay đặt lên eo, xoay vai mắt hướng lên chân nhàng. Lên hít vào, hạ xuống thở. Tay trái đặt lên eo, tay phải nâng lên, kiện gót chân trái của mình nhớ nha. Rướn tay cao lên, cười cho mình có một nụ cười thật tươi để giúp cho gì? Khi mình hút năng lượng tích cực, tự nhiên cái năng lượng nó sẽ tới với mình và cơ thể của mình hấp thụ những cái năng lượng tích cực vào buổi sáng. Rướn tay cao lên, đẩy hông sang phải, nghiêng sang trái. Lên hít vào một lần nữa, hạ xuống thở ra. Chậm rãi nha, mình tập chuẩn từ động tác. Tay phải đặt lên eo, tay trái nâng lên cao, hít vào. Rướn tay cao lên, kiện gót chân phải lên, đẩy hông sang trái, nghiêng sang phải, kéo căng tay. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Lên hít vào, hạ xuống thở ra. Tay trái mình đặt lên eo, tay phải nâng lên đổi bên. Tay trái nâng lên nào, rướn tay cao lên, đẩy hông sang phải, nghiêng sang trái nào. Giữ 5 nhịp thở. Lên hít vào một lần nữa, hạ xuống thở ra. Hai tay lên cao hít vào. Tay phải mình đưa ra sau. Đúng rồi, tay trái đặt lên khuỷu tay phải. Rồi lắc nhẹ khuỷu tay phải của mình một tí xíu. Rồi đẩy khuỷu tay phải lên chân nhà, kéo căng sang trái. Giữ đây 5 nhịp thở chuẩn nào. Hít sâu, thở chậm.
kiện gót chân trái lên, đẩy xong sang phải, nghiêng sang trái nào. Lên hít vào, hạ xuống thở. Đổi tay nào, tay trái đưa ra sau, tay phải nắm khuỷu tay trái, lắc nhẹ khuỷu tay trái nào. Kéo căng sang phải, kiện gót chân lên, rồi đẩy hông sang trái, nghiêng sang phải nào. Căng 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 căng, giữ đây 5 nhịp thở nè. Lên hít vào, wow, hạ xuống thở ra. Các bạn ha, hai tay đang ra sau, đánh căng tay, ngả cổ ra sau nào, chút xíu nào, ép vai, đánh căng tay lên. Rồi mình đánh căng tay nào. Đúng rồi, cho nó mới giãn vai ra. Lên hít xuống thở, lên hít xuống thở nào. Ôi, hạ xuống thở nào. Nó mỏi tay rồi đó. Hai tay của mình lên cao, hít vào một lần nữa. Hai tay áp sát lại với nhau. Rồi chậm rãi, hai tay của mình nha, tay phải đưa ra sau một lần nữa, tay trái của mình đưa ra sau, hai tay nắm lại với nhau. Kéo căng tay, giữ ở đây nào. Hai tay móc lại với nhau. À, không móc được thì mình nắm trên áo thôi. Nâng cầm lên hít. Rồi đổi bên nào, tay phải đưa ra sau, tay trái nắm lấy tay phải, móc lại với nhau, nâng tay nâng cầm. Hơi hạ xuống thở ra, 5 nhịp thở rồi. Hai tay của mình đặt lên đầu gối nè, hai tay đặt lên bụng eo của mình. Rồi chậm rãi, nâng cầm lên hít vào các bạn. Hạ cầm chạm thở ra. Nâng cầm lên, mím chặt môi, nâng cầm, kéo căng, vươn cổ cao. Hạ cầm chạm thở. Nâng cầm lên, hít vào, kéo căng, giữ đây 5 nhịp thở nào. Hạ cầm chạm thở. Rồi lên hít vào nào. Các bạn tay phải nâng lên cao hít, tay trái đưa ra sau, tay trái của mình đưa ra sau như vậy nha các bạn. Rồi tay phải nâng lên, cầm hướng theo vai trái, đánh căng tay phải ra sau, ngang vai, hạ xuống thở. Lên hít vào, tay phải nâng, ấp tay vào trong, cầm hướng theo vai trái nha. Xoay tay phải ra sau, căng tay, lật tay phải ra sau, hạ xuống thở. Lên hít vào, căng tay, cảm hứng theo vai trái, tay phải đánh ra sau, giữ đây nào. Hạ xuống thở, lần cuối cùng, lên hít vào, cảm hứng theo vai trái, tay phải đánh ra sau, giữ đây 5 nhịp thở nào. Hạ xuống thở, tay trái nắm lấy khuỷu tay phải đưa về trước bụng của mình. Xoay ra phía sau cho các bạn thấy nha. Ok, rồi chậm rãi, các bạn nghiêng đầu sang phải, kéo căng cổ vai gáy ra. Giữ ở đây tiếp tục 5 nhịp thở chưa? Lên hít vào, tay phải mình đưa ra sau, tay trái nâng lên, hít sau. Cầm hướng theo vai phải, đánh tay trái căng ra sau, hạ xuống thở. Lên hít vào, cầm hướng theo vai phải, tay trái đánh căng ra sau, hạ xuống thở. Lên hít vào, cầm hướng theo vai phải, tay trái đánh ra sau, hạ xuống thở lần cuối cùng. Lên hít vào, giữ ở đây nào. Tay trái đánh ra sau, ngang vai, cầm hướng theo vai phải, giữ ở đây 5 nhịp thở nào. Hạ xuống thở. Lên hít vào, hai tay lên cao hít. Rồi chậm rãi, hai tay của mình chắp phía trước, đánh hai tay ra sau, căng vai, đẩy ngực,
nâng cầm, hạ xuống, thở ra. Lên hai tay lên cao, hít vào một lần nữa. Rồi hạ cử tay xuống, hai tay đánh sau gáy. Hạ xuống, hai tay. Lần cuối cùng lên hít vào. Hai tay đặt phía sau, nâng cầm. Đẩy tay sau gáy. Hạ xuống. Từ từ, thở ra. Ôi, các bạn xoay người về sang phải. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát nào. Nâng cầm hít sâu. Hai tay chắp trước ngực, thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát nào. Chậm rãi gập người về phía trước, thẳng lưng, thẳng tay xuống nào. Rồi hai tay hạ xuống, thả lỏng ra nào. Rồi chung đầu gối, bụng áp sát vào đùi. Nhớ chung đầu gối lại nha. Áp bụng của mình vào, chán của mình hướng về mũi chân, thả lỏng cổ vai gáy ra. Lên hít vào, duỗi thẳng lưng nào các bạn. Duỗi thẳng lưng, nâng cầm. Hạ thở. Mình lên xuống chạy tim mình sẽ đập rất nhanh nha. Lên hít vào, hai tay áp sát tay. Rướn tay cao lên chừng nhà ngước cầm hít sâu. Hạ xuống thở ra, hai tay chắp trước ngực. Lên hít vào, hai tay áp sát tay một lần nữa các bạn. Gập người về trước, duỗi thẳng tay của mình ra. Siết cơ bụng của mình lại, siết lưng của mình lại, hạ xuống. Chung đầu gối, bụng áp sát vào đùi. Ở tư thế này sẽ giúp cho mình toàn bộ vận thắt lưng nè, cổ vai gáy nó sẽ được kéo giãn ra. Chung cơ tay của mình xuống, mắt nhìn về. Lên hít vào, duỗi mũi chân, duỗi thẳng lưng, nâng cầm. Hạ xuống thở. Lên hít vào, hai tay áp sát tay một lần nữa. Nâng cầm lên. Hạ xuống thở ra nào. Lên hít vào, hai tay áp sát. Vặn người sang phải, hai tay sang ngang. Lên hít vào. Vặn người sang trái, hai tay sang ngang. Lên hít vào. Vặn người sang phải, hai tay sang ngang, thở ra. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Lên hít vào nào. Vặn người sang trái, hai tay sang ngang. Lên hít vào. Hai tay chắp trước ngực, thở. Một lần nữa lên hít vào, hai tay áp sát. Rướn tay cao, nâng cầm. Gập người về trước, duỗi thẳng lưng. Hai tay hạ xuống sàn, chung đầu gối, bụng áp sát vào. Duỗi thẳng lưng, nâng cầm, lên hít. Co nhẹ đầu gối, chung bụng áp sát. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát. Hơi chóng mặt nha các bạn, lên từ từ. Tim mình đang đập nhanh đó. Mình đang đẩy mạnh khỏe lên. Hai tay áp sát vào. Hai tay chắp trước ngực, thở. Một lần nữa các bạn nâng hai tay lên cao, hít vào. Hai tay áp sát. Gập người về phía trước, giữ đây nào, hạ xuống. Thở ra, chung đầu gối, bụng áp sát lại. Giữ đây 5 nhịp thở chuẩn. Lên hít vào, duỗi thẳng lưng. Hạ xuống thở. Huấn sẽ rút chân phải trước, nhưng mà Huấn sẽ làm bên đó nha. Huấn sẽ quay sang đây, rút chân phải ra sau cho các bạn thấy trước nha. Rút chân phải ra sau, chung đầu gối xuống,
Hai tay của mình lên cao, hít vào nào. Các bạn có thể nhón gót chân sau lên để xoay khớp háng của mình về phía trước. Chuồng đầu gối của mình lại, hai tay áp sát tay, nâng còng lên hít. Hoặc là các bạn hạ gót chân của mình xuống như vậy cũng đúng nha. Tùy mình lựa chọn, tùy theo cơ địa mọi người. Nhưng ưu tiên phải xoay hông của mình về chính diện. Hai tay lên cao, hít vào. Nâng còng hít sâu, xíu cơ bụng mình lại nha. Giữ năm nhịp thở. Hơi chậm rãi vặn người sang phải nào. Mũi chân hướng về phía trước. Chung đầu gối của mình xuống. Hai gót chân này thẳng hàng với nhau. Hai tay sang ngang, cầm hướng theo vai trái. Hạ tay phải của mình xuống. Tay trái áp sát tay. Xoay cái vai trái mình ra sau, mắt hướng lên trên nhà. Lên hít vào, hai tay áp sát. Nghiêng sang trái. Thả tay trái của mình, kéo căng tay. Xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Một lần nữa lên hít vào, hai tay sang ngang. Giữ đây 5 nhịp thở. Hạ tay phải của mình xuống, rướn da tay trái lên trần nhà. Hạ tay trái của mình xuống, đầu gối trái, tay phải áp sát tay, xoay vai mắt hướng lên trần nhà, thăng bằng. Hai tay của mình hạ xuống nào, rồi chậm rãi rút chân trái của mình ra sau, đẩy hông lên cao, mắt nhìn về mũi chân, đẩy vai về phía trước, tấm ván nào các bạn. Gù lưng lên, rút cơ bụng, không võng lưng như vậy. Gù lưng cao lên. Rồi hạ ngực, cầm xuống thở. Rồi một lần nữa ký mũi chân, nâng hông lên, về với ngược lại nào. Mắt nhìn về mũi chân. Nhón gót chân đi bộ chút xíu đi. Đẩy vai về phía trước, tấm ván một lần nữa. Hạ xuống nào. Đúng rồi, mình hạ xuống. Ngực cầm xuống. Tay nâng cầm lên hít. Hạ cầm của mình chạm ngực. Lùi về em bé, thở chút xíu, thẳng tay. Chống tay nâng lên, hít vào. Ký mũi chân. Rồi chậm rãi, xoay vai nâng cầm lên hít. Cuộn lưng cầm chạm thở, gù lưng lên nào, mắt nhìn về rốn. Xoay vai nâng cầm lên hít. Cuộn lưng cầm chạm thở. Xoay vai nâng cầm lên hít. Cuộn lưng cầm chạm thở. Xoay vai, nâng cầm lên hít. Giữ đây 5 nhịp thở cho ông nào. Cuộn lưng cầm chạm thở. Rồi hạ xuống thở ra nào. Tay phải lên cao, hít vào. Hạ xuống thở, lon tay qua nách trái. Lên hít vào, tay phải lên. Hạ thở. Lên hít vào.
thả thở ra. Cuối cùng lên hít vào. Giữ đây 5 nhịp thở chỗ nào. Hạ xuống nha, thở ra nào. Hơi tay trái của mình nâng lên. Mở ra sau nào, mở ra sau. Mở tối đa luôn. Chống hai tay của mình lên, hít vào. Tay trái lên cao, hít. Hạ thở, lòng tay qua. Lên, hít vào. Hạ xuống, nó kéo căng hết toàn bộ lưng của mình luôn các bạn. Đã lắm. Lưng của mình, vai, cột sống lưng. Lên, hít vào. Hạ xuống thở. Lên, hít vào. Giữ đây 5 nhịp thở chỗ nào. Hạ xuống thở, giữ ở đây nào. Giữ ở đây. Năm nhịp thở. Rồi tay phải nâng lên. Mở tay phải ra sau. Mở ra nữa đi. Ôi các bạn nâng lên, hít vào. Hạ tay phải của mình xuống. Rồi chống tay trái của mình lên. Chống tay trái của mình lên. Nha, chống tay trái lên. Các bạn nâng chân phải của mình lên. Tay trái nâng lên, rút mũi chân lại, co chạm thở. Lên, hít vào nào, rút mũi chân lại nha, nó căng cơ chân của mình. Tay trái của mình áp sát tay, rướn dài tay về trước, co chạm thở. Lên, hít vào, rút mũi chân, co chạm thở. Lần cuối cùng lên, hít vào, rút mũi chân, giữ đây 5 nhịp thở chuẩn nào. Co chạm thở. Hạ xuống thở. Rồi các bạn tay phải nâng lên, rút mũi chân. Co chạm thở. Lên, hít vào, rút mũi chân. Co chạm thở. Lên, hít vào, rút mũi chân. Co chạm thở. Một lần nữa rút mũi chân, giữ đây 5 nhịp thở nào. Co chạm thở. Hạ xuống thở ra nào. Hạ xuống thở. Ôi các bạn ký mũi chân nè. Nâng hông lên. Đẩy hông lên cao, rút mũi chân lại. Kiền gót chân lên, bụng áp sát vào đùi. Giữ tiếp tục 5 nhịp thở. Chậm rãi các bạn rút chân phải về giữa hai tay, rút chân trái về giữa hai tay, chung đầu gối, bụng áp sát lại. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát tay nào. Rướn dài tay lên. Chậm rãi đẩy mông ra sau, hai tay áp sát về cái ghế nào các bạn. Đẩy mông ra sau tối đa nha. Đầu gối của mình ngang với cạnh cổ chân thôi, không đẩy về phía trước nhiều như vậy nó sẽ đau đầu gối. Đẩy ra sau, lưng của mình không được võng nha. Rút cơ bụng của mình lên, thẳng lưng, hai tay áp sát. Giữ đây 5 nhịp thở chuồng. Rồi về tư thế chung đầu gối, bụng áp sát vào đùi. Một lần nữa các bạn rút chân trái ra sau tối đa nào. Rút chân trái ra sau tối đa. Hai tay nâng lên, hít vào. Rướn dài lên.
Chúng đầu gối xuống, ớt gốc kháng, một hạ gốc chân, hai thẳng. Rồi vặn người sang trái nào, về chiến binh hai, hai gốc chân tặng hàng với nhau. Chúng đầu gối cầm hướng theo vai phải. Cũng xoay lại cho các bạn thấy nha. Chúng đầu gối phải xuống. Đổi bên nha. Rốt chân lại, hai tay sang ngang. Hạ tay trái xuống, tay phải áp sát tay. Lên hít vào, hai tay sang ngang. Hạ đầu gối phải xuống, tay trái áp sát tay. Lên hít vào, hai tay sang ngang. Hạ tay trái xuống, tay phải áp sát. Lên hít vào một lần nữa, hai tay sang ngang, cầm hướng tay vai phải. Chung đầu gối phải, đầu gối phải lưu ý lúc nào cũng thẳng hàng với cổ chân phải, mũi chân trái hướng về trước, duỗi thẳng, hạ khớp háng, đẩy đầu gối của mình ngang với là cổ chân, không được đẩy qua như vậy nha. Đau đầu gối đó, tập một thời gian các bạn sẽ bị đau. Và hông của mình lúc nào cũng phải giữ thẳng nha, giữ như vậy. Hai tay sang ngang. Một lần nữa hạ xuống giữ đây 5 nhịp thở chuẩn nào. Rồi lên hít vào, hai tay sang ngang. Hạ khuỷu tay phải của mình xuống, tay trái áp sát tay. Rồi các bạn hạ tay xuống luôn, hai tay hạ xuống sàn nào, giữ thẳng đầu gối của mình ra, bụng áp sát vào. Mình xoay người sang trái luôn nào các bạn, xoay người sang trái luôn, duỗi thẳng lưng nào, hạ chén của mình xuống thở. Lên hít vào, duỗi thẳng lưng, giữ đây 5 nhịp thở chuẩn. Hạ xuống thở. Lên hít vào nào. Rồi tay trái mình nắm lấy cổ chân phải nào. Đặt lên cổ phải, tay phải của mình nâng lên. Đúng rồi, xoay vai. Các bạn không nắm được, các bạn đặt lên cổ chân của mình. Áp sát bụng vào. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Rồi lên hít vào, đổi bên nào. Tay trái đặt lên, tay phải đặt bên cạnh chân trái, bụng áp sát. Lên hít vào. Các bạn chung đầu gối chân phải xuống. Ok, hạ xuống, thẳng lưng, hít sâu. Giữ đây 5 nhịp thở nè. Các bạn ngồi xuống luôn nào. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát. Tay trái của mình nắm lấy cổ chân phải, nghiêng sang trái, kéo căng tay. Kéo căng tay nào, xoay vai ra sau, mắt hướng lên trần nhà. Căng tay xuống hơn, không ăn nắm gì ha. Bạn nào nắm được thì tốt, còn không nắm được, cứ kéo căng tay chuẩn. Xoay vai, mắt hướng lên trần nhà nào. Nó căng hết chỗ này các bạn, nó đã gì đâu luôn. Đó. Lên hít vào, hai tay của mình áp sát một lần nữa. Gập người về phía trước nào. Giữ đây, hai tay bò về trước hoặc thẳng lưng, giữ đây nào, 5 nhịp thở. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa. Nghiêng sang trái, tay trái đặt lên đầu gối, giữ đây 5 nhịp thở chuẩn nào. Xoay vai. Rất sướng luôn. Rất thích tư thế này. Đã lắm. Căng, căng. Ôi, hạ xuống thở ra nào. Hai tay chống, nâng người lên. Rồi chậm rãi, hạ qua bên trái, rút mũi chân phải của mình lại. Duỗi thẳng lưng. Ôi, các bạn hạ xuống thở. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát. Tay phải mình đặt lên cổ chân trái nào, nghiêng sang phải,
Ồ, sướng. Kéo căng lên tay dài sang phải nào. Ồ, rất sướng luôn các bạn. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa. Gặp người về chân phải. Lên hít vào, hai tay áp sát. Nghiêng sang phải một lần nữa, tay phải đặt lên cổ chân. Đúng rồi, xoay vai, lên, giữ ở đây nào. Năm nhịp thở. Rồi, tiếp tục giữ đây. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa nào. Các bạn duỗi thẳng tay, hai tay xuống duỗi chân ra. Xuống 20 cái cơ liên xương này giờ nó rất là đã luôn. Bây giờ mình lên xuống rất nhiều, tim của mình đập rất nhanh luôn. Đang hỗ trợ cho tim của mình máu bơm rất nhiều. Tim của mình càng khỏe hơn mỗi ngày. Hệ tim mạch càng khỏe thì cơ thể mình nó càng khỏe hơn. Bởi vì nó là cái trung tâm mà. Nó chỉ cần đứng lại mọi thứ coi như đứng lại hết. Nên tim của mình phải khỏe lên. Rồi nó sẽ khỏe thì nó sẽ hút toàn bộ cái năng lượng khí trời mọi thứ xung quanh nha. Ok. Rồi một lần nữa hai tay của mình nâng sang ngang. Các bạn nhớ động tác này là gì không? Mở sang ngang. Hít sâu. Đón nhận toàn bộ mọi cái nguồn năng lượng tích cực. Một cái ôm, một cái thân thiện. Để ngược lên, hít sâu. Rồi gặp người về trước, hai tay nắm lấy mười chân. Co nhẹ đầu gối lại, bụng áp sát vào đùi của mình, thẳng ra. Các bạn nếu chưa thẳng thì bạn co nhẹ lên. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tai nào. Hai tay của mình đưa ra sau mông, hướng một tay về mông. Co hai đầu gối lại. Nâng hông của mình lên, đẩy hông nâng ngực lên. Hít sâu. Hạ xuống thở. Lên hít vào. Hạ xuống. Lần cuối cùng, lên hít vào, giữ đây 5 nhịp thở chuẩn. Hạ xuống. Rồi, lên hít vào, hai tay áp sát nè các bạn. Thẳng lưng. Vặn người sang phải, tay phải đưa ra sau tay trái, cài lên đầu gối. Xoay vai thẳng lưng. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Xoay vai. Đi thêm. Lên hít vào. Vặn người sang phải, thở ra. Đúng rồi, vặn đi. Hít thở đều. Ôi chậm rãi hạ xuống thở. Ôi các bạn nằm xuống luôn, nằm xuống luôn. Nằm xuống chút xíu cho nó điều hòa nhịp tim lại nào. Ok. Hai tay sang ngang, co đầu gối về bụng chút xíu nào. Xoay tròn đầu gối các bạn, xoay tròn đầu gối. Xoay hết đầu gối nào. Mát xa thắt lưng. Rất đã luôn các bạn. Rồi hạ xuống nào, hai tay đưa qua đầu. Co hai chân của mình lại. Nâng mông của mình lên. Hai tay đánh xuống. Hạ xuống tờ, hai tay đánh qua đầu. Không, hai tay đánh. Hạ xuống thở, hai tay đưa qua đầu. Lên hít vào. Hạ xuống thở. Ở đây 5 nhịp thở chỗ nào. Hạ xuống thở. Rồi các bạn ôm hai đầu gối về bụng chuộng nào, ôm sát vào.
Thôi trở về nào. Mở hai chân sang hai bên. Hai chữ V nhé. Rồi mà đổi hai đầu gối sang phải, cầm về trái. Lên hít vào. Đổi sang trái, cầm vai phải. Lên hít vào. Đổ sang phải, cầm vai trái. Hít vào lên. Đổ hai xương chân trái, cầm vai phải. Lên hít vào. Sang phải, cầm vai trái. Lên hít vào. Đổ sang trái, cầm vai phải. Lần cuối cùng nào. Lên hít vào. Đổ hai chân sang phải, giữ đây 5 nhịp thở nào. Lên hít vào, đổ sang trái, giữ đây 5 nhịp thở. Các bạn nâng lên. Rồi, hai chân cùng mở sang hai bên nào. Hai nắm chân lại. Rồi, mở sang hai bên. Mở cơ tay sang hai bên, ấn hai đầu gối xuống, giữ đây 5 nhịp thở. Hai tay mình nắm lấy nè, đan lại. Rồi đưa cằm về hả? Này ngang cái cằm nha. Giữ đây. Trở về, hai chân mở sang hai, kéo căng. Năm nhịp thở nào. Rồi chân lên hít vào nào. Hai chân nắm lại với nhau. Kéo căng qua đầu. Giữ đây nào. Rồi hạ thở. Rồi các bạn duỗi thẳng chân trái, hai tay ôm đầu gối chân phải. Giữ đây. Đổ hai đầu gối sang trái, cầm về phải. Trở về. Co đầu gối chân trái của mình lại, hai tay ôm đầu gối chân trái, áp sát vào bụng của mình. Đổ hai đầu gối sang trái, cầm vai phải. Rồi. Các bạn ha, đưa chân trái gác lên nào. Hai tay ôm lấy. Giữ đây nào. Đổi bên nào các bạn. Chân phải của mình gác lên. Tay trái của mình hai tay ôm. Rồi thẳng tay. Rồi hai tay của mình, hai chân mở rộng mà không hết thảm. Hai tay xuôi theo thân chút xíu. Hít sâu thở chậm nào, 5 nhịp thở. Mình dùng hít thở bùng bụng ha. Hít bằng mũi. Bụng căng phình lên nào. Thở ra cũng bằng mũi, chậm chậm đẩy hết hơi ra bằng mũi luôn. Làm 5 nhịp thở nha. Rồi các bạn nghiêng sang trái. Giữ đây nào. Chống tay phải nâng hông của mình lên. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối.
Hít sâu thở chậm. Và bài tập ngày hôm nay, bài số 15 tới đây đã kết thúc. Và chúng ta tiếp tục chờ đợi vào bài tập số 16. Và ông đang có một cái lớp trực tuyến qua Zoom online. Ông để dưới phần mô tả. Nếu bạn nào muốn tập và chuyên sâu hơn nữa, được chỉnh sửa và nắn chỉnh trực tiếp từ ông, thì các bạn hãy để lại qua cái phần Zalo ở phía dưới các bạn nhé. Và các bạn nếu tập qua bài này cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn, mình cải thiện rất nhiều về sức khỏe, thì hãy đừng quên chia sẻ cho những người thân yêu của mình cùng tập luyện. Đừng giữ nhát, đừng giữ lại. Các bạn hãy chia sẻ hơn, lan tỏa nhiều hơn để giúp cho cộng đồng của mình ngày càng nâng cao về sức khỏe. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hữu ích, đừng quên ấn cho một cái đăng ký và kế bên là nút chuông. Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video này. Và nên nhớ, khi tim của mình càng ngày càng khỏe mạnh hơn thì mình sẽ có một cái sức đề kháng càng tốt hơn. Và ok, bài tập ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn đừng quên ở phía dưới phần mô tả có nhiều bài, nhiều món quà tặng mới cho bạn. Hãy xuống phần mô tả nhận thêm quà của mình nhé. Xin hẹn và chào tạm biệt các bạn ở video tiếp theo. Namaste.